Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là họ cảm thấy ra sao sau khi mà bạn quyết định rời đi. Và đây là một trải bài chung nên là các bạn nhớ đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc. Bạn nào muốn có trải bài riêng thì có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Và với chủ đề này thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 tụ bài. Các bạn có thể chọn theo trực giác mách bảo của mình. Hãy nghĩ về một người nào đó mà bạn muốn hỏi, sau đó là chọn cho mình một tụ bài. Các bạn cũng có thể chọn 2 tụ cho 2 người hoặc là 2 tụ cho 1 người nếu các bạn cảm thấy bị thu hút. 1, 2, 3, 4. Bất kỳ khi nào bạn xem được video này là lúc bạn nhận được thông điệp cho mình. Vậy nên là không cần quá quan trọng về mốc thời gian đâu nhé. 1, 2, 3, 4. Một, hai, ba, bốn. Chủ đề đó là họ cảm thấy ra sao sau khi mà bạn quyết định rời đi. Mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 nhé. Và nếu như bạn nào chưa chọn kịp thì các bạn có thể bấm dừng video và chọn cho mình một tụ bài ha. Tụ số 1, chủ đề đó là họ cảm thấy ra sao sau khi mà bạn quyết định rời đi. Sau khi mà bạn quyết định rời đi, họ bắt đầu cảm thấy bản thân họ có được cái sự tìm về với chính bản thân mình một cách nghiêm túc nhất, một cách rõ ràng nhất. Và dường như họ bắt đầu hiểu được cái con người nguyên sơ, nguyên bản của họ. Họ bắt đầu tìm được sự thực của chính mình. Họ bắt đầu quá trình chữa lành. Mình cảm thấy họ bắt đầu biết tập trung cho chính bản thân họ hơn. Ở đây họ biết chăm sóc cho cơ thể của họ hơn. Họ biết yêu thương lấy cơ thể của họ, lấy linh hồn của họ. Và họ có xu hướng yêu luôn được những cái khuyết điểm, những cái góc tối của họ. Mình cảm thấy họ cảm thấy tự tin, vui vẻ và lành mạnh hơn rất là nhiều, tích cực hơn rất là nhiều. Họ có phần tiến bộ về mặt nhận thức sau khi mà bạn rời đi. Người này họ đang có rất là nhiều cái sự thay đổi, có nhiều cái làn gió mới được thổi vào trong cuộc sống của họ, vào tâm trí của họ, cái suy nghĩ, tâm tư, cách nhìn nhận của họ, mọi thứ nó đang có những cái sự chuyển biến, nó đang đi theo cái chiều hướng tích cực lên ha. Sau khi bạn rời đi có vẻ như là cuộc sống của họ khá là ổn, khá là tốt. Người này họ có một cái sự không quá lo lắng về cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Ở đây mình cảm thấy người này có thể họ vẫn nghĩ rằng các bạn có một cái cơ hội thứ hai nữa. Các bạn chưa xong với nhau đâu. Cho nên là ở thời điểm hiện tại họ chỉ tập trung để mà tiếp tục chữa lành thôi. Chứ họ không quá lo lắng về việc đó là làm sao để quay trở về hay là thực sự mối quan hệ này đã kết thúc chưa. Dường như là họ buông tất cả cái suy nghĩ tiêu cực liên quan đến cái mối quan hệ này xuống để mà họ tập trung vào cái năng lượng của họ, vào cái việc xây dựng lại cái con người của họ, làm đẹp cho chính cái khu vườn của họ. Và ở đây có very sun nên mình cảm thấy rằng sớm thôi họ có thể sẽ tìm về bạn, hoặc là họ cảm thấy sớm thôi bạn sẽ tìm về họ, sẽ liên lạc, sẽ nói chuyện trở lại, hai người sẽ vẫn bình ổn trở lại, không có vấn đề gì quá là không có vấn đề gì quá là gay gắt ở đây, và mọi thứ vẫn sẽ ổn, mọi thứ vẫn có thể kiểm soát, có thể nắm được tình hình trong tay họ. Ở đây có overwhelmed, dường như là người này họ cũng có chút cái sự cảm thấy mọi thứ nó không có hướng giải quyết. Có thể hai người có những cái sự không hòa thuận, không thấu hiểu lẫn cho nhau, hoặc là các bạn có thể là có những cái sức ép từ phía bên ngoài, nhưng hai người vẫn chưa tìm được cái quan điểm, tiếng nói chung. Thành ra là nó cũng tạo
ra một cái áp lực nhất định lên phía của cả hai. Và mình cũng cảm thấy ở đây dường như người này khi mà bạn rời đi á, nó cũng là một cái sự bứt rứt trong lòng của họ. Họ cũng không vui vẻ gì đâu. Thực ra là mình cảm thấy cái tâm tư của họ về phía bạn nó cũng khá là sâu đậm ấy. Cho nên là khi mà bạn rời đi, họ vẫn suy nghĩ về phía bạn, chứ không phải là họ quên bạn luôn, họ lảng tránh bạn luôn. Thực ra là họ tập trung quay trở về với cái sự chữa lành bên trong họ. Nhưng họ cũng biết đó là cái mối quan hệ này dường như là họ vẫn còn yêu, dường như là họ vẫn còn cần nó, vẫn còn cần bạn. Họ có thể là hơi bất ngờ, hơi kiểu cảm thấy không đỡ nổi cái sự ra đi của bạn. Dường như cái sự rời đi của bạn nó cũng là một cái cú sốc tinh thần đối với họ. Thực ra khi mà họ phải cảm thấy giống như là mọi thứ nó kiểu bất ngờ với họ, nó kiểu choáng ngợp, nó kiểu không kiểm soát được mọi thứ, nó trở thành một cái sự không thể phản kháng, thì họ mới có ý thức quay trở về chữa lành cho chính bản thân mình. Thì cái việc rời đi của bạn chính là tạo ra cái năng lượng khiến họ phải quay trở về với chính bản thân họ. Họ không thể nào mà chối từ cái việc chữa lành và tìm về cái bản chất nguyên sơ của họ, khi cái sự rời đi của bạn chính là cái tác nhân buộc họ phải thay đổi, chuyển hóa. Họ đang trong cái giai đoạn thay đổi, họ đang trong giai đoạn phát triển. Người này dường như ở thời điểm hiện tại họ, khi mà bạn rời đi cũng là cái lúc mà họ cảm thấy mọi thứ nó có phần sụp đổ, nó tan vỡ, nó không còn trọn vẹn. Dường như giữa bạn và người này có thể đã từng tính đến cái sự cam kết ổn định lâu dài, họ đã từng mong ổn định lâu dài về phía bạn, nhưng có thể đó vẫn là những cái yếu tố bên ngoài ha, yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cái mối quan hệ này và khiến cho họ cảm thấy rằng là cái sự rời đi của bạn ấy nó không phải là cái điều mà họ muốn đâu, nhưng mà họ cũng không chống lại được. Và họ vẫn bất ngờ, họ vẫn cảm thấy không thỏa mãn, họ vẫn cảm thấy không phục ấy. Dường như khi mà bạn rời đi cũng là lúc mà họ cho mình được nhìn ra thế giới ngoài kia này, cho mình được ngồi lại nghiêm túc nhìn nhận bầu trời xanh, thực sự có mây, có gió, có trời. Mọi thứ, cái sự chiêm nghiệm được hiện hữu ra trong tâm trí của họ, trong linh hồn của họ. Và dường như họ có cái sự biết tìm về với nguyên sơ, nguyên gốc của nhân sinh, của vũ trụ hơn. Và khi mà bạn rời đi cũng là lúc họ có cái sự phát triển tâm linh, họ có cái sự trưởng thành về tâm linh. Bạn rời đi khiến họ phải làm lại con người của họ. Họ không thể nào tiếp tục là con người cũ của họ nữa. Và khi mà bạn rời đi, tại sao họ không có lo lắng về phía bạn? Có thể là bởi vì họ vẫn tin rằng hai người sẽ có một cái cơ hội thứ hai nữa. Nhân duyên của cả hai vẫn chưa dừng lại, và họ có chút hy vọng về cái mối quan hệ giữa cả hai người, rằng cái mối quan hệ giữa cả hai vẫn có cái sự bảo vệ, che chở của ơn trên, của vũ trụ, của Angel. Và dường như khi mà bạn rời đi rồi thì họ mới có cái xu hướng có chính kiến hơn, biết bảo vệ bản thân mình hơn, biết bảo vệ cái ý kiến của mình và bảo vệ tình yêu của mình hơn. Có thể họ khá là nhu nhược và cái tình yêu của họ không đủ lớn dành cho bạn. Vậy nên khi mà bạn và họ còn bên cạnh nhau, họ đã không thực sự dùng hết cái sức mạnh, khả năng của họ, cái trí tuệ, tình yêu của họ để bảo vệ bạn, bảo vệ mối quan hệ giữa cả hai. Thì sau khi mà bạn rời đi, họ có cái xu hướng mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, rõ ràng hơn. Họ biết những gì họ muốn hơn và họ dám phản kháng nhiều hơn. Nhưng mình cảm thấy ở đây cái sự phản kháng của họ nó vẫn ở trong tâm trí nhiều hơn là hành động ra bên ngoài. Cho nên ở đây mình vẫn thấy rằng là để mà nói họ sẽ quay trở về tìm bạn ấy, thì mình chưa thấy cái hành động của họ. Nó chỉ dừng lại ở việc đó là họ có một cái sự phát triển nhất định về mặt linh hồn của họ, về cái sức mạnh nội tâm bên trong họ. Họ vẫn đang trên giai đoạn chữa lành, thay đổi. Họ mới có những cái làn gió thay đổi đầu mùa thổi vào cuộc sống của họ thôi, chứ chưa phải là giữa mùa gió. Vậy nên là mình thấy cái sự thay đổi của họ nó vẫn chỉ mới bắt đầu. Họ mới có những cái sự chiêm nghiệm, những cái sự giác ngộ nó ở mức cơ bản, nó ở mức bước đầu. Ok, đó là những gì mà họ cảm thấy khi mà bạn rời khỏi họ.
Cảm ơn tụ số 1 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Mình sẽ qua thông điệp cho tụ số 2. Thông điệp cho tụ số 2 với chủ đề đó là họ cảm thấy ra sao sau khi mà bạn quyết định rời đi. Sau khi mà bạn quyết định rời đi, dường như họ cảm thấy mọi thứ nó có cái sự nhẹ nhàng hơn, nó có sự bình ổn hơn. Dường như sau khi mà bạn rời đi ấy, thì họ cảm thấy mọi thứ nó có cái sự hanh thông nhất định hơn trong cái cuộc đời của họ, trong tâm trí của họ. Cái sự dừng lại của cái mối quan hệ này nó có thể là một cái sự bảo vệ, cái sự chỉ dẫn đối với họ, và họ cảm thấy nó là một cái phước lành đối với họ. Khi mà bạn rời đi cũng là cái lúc mà cái chướng ngại vật, những cái điều không phù hợp với họ được lấy ra khỏi cái con đường của họ, và mọi thứ nó là cái sự bảo vệ dành cho họ. Họ cảm thấy họ được ân sủng của vũ trụ, của những vị thần. Người này khi mà bạn rời đi, họ cũng có rất là nhiều những cái sự chia sẻ với bạn bè của họ, người thân của họ. Và họ cảm thấy dường như cái sự rời đi của bạn nó là cái sự rời đi có thể không phải từ phía bạn, mà có thể là bạn bị cái sự tác động từ người bên ngoài, từ bạn bè, từ gia đình, từ yếu tố bên ngoài, chứ không phải là bản thân bạn muốn rời đi khỏi cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Và sau khi mà bạn rời đi thì họ cũng có cho mình nhiều hơn cái sự bình yên. Họ tìm được về với nhà của họ từ bên trong chính bản thân họ. Mình cảm thấy họ kết nối được với trái tim của họ, và họ nói chuyện được với chính linh hồn của họ, với chính cái bản thể nguyên sơ bên trong họ. Và mình cảm thấy họ có phần chấp nhận cái việc rời đi của bạn. Họ hiểu rằng là cái gì không phù hợp với mình ở một giai đoạn nó sẽ phải bị lấy đi. Và ở đây có lá nâu. Cái lá này cho mình cảm giác là sau khi mà bạn rời đi á, thì họ có một cái sự khẳng định rất là chắc nịch rằng sẽ không còn lần nào cơ hội giữa bạn và họ nữa. Họ sẽ không cho mối quan hệ này một cơ hội nữa. Mọi thứ chấm dứt ở đây thôi. Họ sẽ sang chương mới. Bởi vì khi mà bạn rời đi là lúc mà họ đã hiểu ra rằng là thực sự bạn và họ chỉ có thể đi cùng nhau đến một đoạn đường thôi. Và đến bây giờ khi mà bạn không còn phù hợp với cái hành trình của họ nữa thì mọi thứ phải được lấy đi. Mọi thứ phải được lấy đi để làm sạch cho cái hành trình của họ, cho con đường phía trước của họ. Hai bạn có thể đã hoàn thành cái nhiệm vụ với nhau trong cái kiếp sống này. Và khi mà bạn rời đi rồi, họ cảm thấy mọi thứ nó rất là khỏe cho họ, phải nói rất là khỏe. Và họ cảm thấy là mọi thứ nó ổn, họ cảm thấy an toàn. Dường như mọi thứ làm họ cảm thấy yên lòng hơn. Khi mà bạn rời đi cũng là lúc mà họ bắt đầu cho mình biết nuôi dưỡng lại chính tâm hồn bên trong của họ. Họ phần nào cảm thấy bản thân họ tự an ủi được họ, tự vỗ về được họ. Cái sự rời đi của bạn nó kích hoạt cái sức mạnh bên trong của họ, và tự bản thân họ có thể là cái người tâm sự cho chính họ. Mặc dù nó có chút cái sự tủi thân, nó có chút cái sự cô đơn, nhưng mà khi mà bạn rời đi là lúc mà họ không còn muốn cái mối quan hệ này nữa. Sau khi mà bạn rời đi là lúc mà họ cũng không muốn đến gần bạn nữa. Họ không muốn có lại cái sự tiếp xúc kết nối với bạn nữa. Bởi vì dường như họ cảm thấy khá là mệt rồi, và họ khá là chán ghét bạn. Cho nên ở đây lúc nãy khi ra là no đó, mình cảm thấy cái trực giác đó là người này họ muốn say no với cái mối quan hệ này. Chấm dứt rồi là chấm dứt rồi. Khi mà bạn rời đi cũng là lúc họ phải đối diện với cái nỗi sợ của họ, cái nỗi sợ phải tự gồng gánh lấy cuộc đời của mình, không thể phụ thuộc vào người khác. Cái nỗi sợ rằng là bản thân họ không thể tự làm chủ cuộc sống của họ. Nỗi sợ họ không kiểm soát được tình huống, kiểm soát được mọi thứ trong vòng tay của họ. Sau khi mà bạn rời đi, họ cảm thấy họ chiến thắng thực sự. Họ tìm được về với sức mạnh bên trong của họ thực sự. Và mặc dù có thể bên ngoài họ trưng một cái bộ mặt rằng họ không làm sao cả, họ rất là ổn, nhưng bên trong của họ thì đầy rẫy những cái tổn thương, nỗi đau. Có thể bản thân bạn cũng cảm thấy được điều đấy, nhưng mà ít nhất họ cảm thấy rằng là bản thân họ đã thực sự
làm đúng trong cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Và người này họ cũng khá là cao ngạo nha, cho nên mình thấy khi mà bạn rời đi, họ cảm thấy rằng là bạn không xứng với họ, là bạn không biết trân trọng giá trị của họ, bạn chưa nhìn ra được cái vẻ đẹp bên trong họ, nên là họ cảm thấy mọi thứ nó chỉ là cái sự lựa chọn của bạn thôi. Bạn tiếc chứ họ không tiếc. Và ở đây mình còn cảm thấy đó là người này họ cũng khá là lạc quan, cho nên là họ cũng khá là dễ để mà có thể nhìn vào cái hướng tích cực của cái sự đổ vỡ trong cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Họ cảm thấy họ phải làm lại cái khu vườn của họ thôi, họ phải chăm sóc lại cho cơ thể của họ thôi. Bấy lâu nay có thể là họ quá tập trung vào cái mối quan hệ giữa bạn và họ, và họ đã quên đi cái việc chăm sóc lại cho chính bản thân họ. Vậy nên khi mà bạn rời đi rồi là lúc mà họ sẽ quay trở về với chính bản thân họ, chăm sóc cho khu vườn của họ và chờ một ngày ong bướm tự bay về trong khu vườn của họ ha. Ở đây có pay up cup. Khi mà bạn rời đi là lúc mà họ vỡ mộng, là lúc mà họ giải phóng cái con cá của họ ra khỏi chiếc ly của họ và cho con cá đó tự do bay nhảy ngoài biển. Là lúc họ không còn giữ được cái con cá đấy bên cạnh, không còn quan sát được con cá đấy mỗi ngày nữa. Và khi mà bạn quyết định rời đi rồi ấy, là lúc mà bạn chọn tự do cho mình đúng không? Thì cái người này họ cũng cảm thấy rất là hụt hẫng. Họ cứ nghĩ rằng là họ đã làm rất là tốt cho cái mối quan hệ này. Họ đang thực sự dành trọn tất cả tình yêu thương, cái sự nỗ lực cho cái mối quan hệ này. Nhưng khi mà bạn rời đi rồi thì là lúc mà họ cũng hiểu ra rằng là thực ra bạn đang bị họ giam cầm, bạn đang bị họ trói buộc. Và chính vì họ cứ lo tập trung vào bạn cho nên là họ cũng tự trói buộc chính bản thân họ. Họ tự khóa cái cánh cửa ngăn cách giữa bản thân họ và cái sự thực bên trong chính họ. Họ tự ngăn cách cái con đường quay trở về để mà có thể kết nối được với chính cái đứa trẻ bên trong của họ. Nên khi bạn rời đi rồi là lúc mà mọi thứ nó có cái sự vỡ mộng đối với họ. Nhưng cái điều này là cần thiết và nó hỗ trợ rất là tốt cho cái hành trình chữa lành của họ, cho cái hành trình trở về kết nối với trái tim của họ. Khi mà bạn rời đi thì họ cũng hiểu rằng là mọi thứ nó chỉ là thời gian thôi. Họ biết sớm muộn gì bạn cũng đi. Và thời điểm hiện tại thì họ không có còn muốn kết nối với bạn, không muốn tương tác, không muốn quay trở về nữa. Họ muốn chờ đợi một cái hành trình mới, con người mới, năng lượng mới ở phía trước. Họ ở thời điểm hiện tại chọn tập trung vào chính bản thân họ khá là nhiều, khá là cao ngạo, đạo mạo, cho nên là họ sẽ không phô diễn ra cho người khác thấy cái vết thương của họ đâu. Đó là thông điệp cho tụ số 2. Cảm ơn tụ số 2 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Mình sẽ qua thông điệp cho tụ số 3. Thông điệp cho tụ số 3 với chủ đề đó là họ cảm thấy ra sao sau khi mà bạn quyết định rời đi. Sau khi mà bạn rời đi, họ suy nghĩ về những cái điều mà bạn đã từng nói với họ, bạn đã từng trao đổi với họ, liên lạc, bạn đã từng kết nối, chia sẻ với họ. Và sau khi mà bạn rời đi rồi thì họ nghĩ về bạn rất là nhiều. Họ nghĩ về bạn, họ nghĩ về những cái sự yêu thương mà hai người đã có với nhau. Họ nghĩ về cái lúc mà hai người gặp gỡ, họ nghĩ về những gì mà hai người đã trải qua với nhau. Và tất cả những gì mà hai người có với nhau, họ đều đang nhớ lại, họ đều khơi gợi lại. Mọi thứ nó hiện hữu rất là rõ ràng trong tâm trí của họ. Và họ cảm thấy bạn là soulmate của họ. Họ chợt nhận ra rằng chỉ có bạn là người hiểu họ, bạn là tri kỷ của họ. Bạn, giữa bạn và họ có một cái sợi dây liên kết vô hình, và khi mà họ cần thì bạn luôn ở đó. Các bạn vẫn luôn song hành cùng nhau. Họ đã quen có cái sự hiện diện của bạn rồi. Và khi mà bạn rời đi thì họ mới nhận ra rằng là thực sự cái kết nối này nó đặc biệt ra sao, nó linh thiêng như thế nào.
họ dường như cảm thấy bản thân họ bị mất mát một cái điều gì đó rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Một nửa con người của họ chết đi, mọi thứ xung quanh họ trở nên tăm tối, trở nên hóa đá. Bởi vì cái thế giới của họ là bạn, và khi mà bạn rời đi cũng là lúc cái thế giới của họ chấm dứt, khép lại. Họ cô đơn, họ buồn tủi. Khi mà bạn rời đi là lúc họ cho mình nhìn nhận lại tất cả mọi thứ, họ xem xét lại tất cả mọi thứ, về tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói, mọi thứ mà hai người đã có với nhau. Họ có một cuộc tra khảo khá là nghiêm khắc với chính bên trong của họ để xem xét lại tất cả những gì mà họ đã làm cho bạn, hay là họ đã vô tình cố ý gây ra cho bạn. Mọi thứ họ đang chiêm nghiệm lại, họ có cái sự nhìn nhận lại sau khi mà bạn rời đi. Họ muốn kết nối với bạn, họ muốn quay trở về với bạn. Sau khi mà bạn rời đi rồi, họ mới chợt nhận ra rằng bạn là người mà họ muốn đi đường dài. Bạn là người có thể cùng họ song hành. Không phải là một ngày, một năm hay 2, 3 năm mà là một đời. Cho nên là khi mà bạn rời đi là lúc mà mọi thứ trong họ nó được rõ ràng. Có thể bấy lâu nay họ đã có những cái sự đắn đo, nghi ngờ về cái tình cảm bản thân họ dành cho bạn. Nhưng khi mà bạn rời đi rồi, họ mới rõ cái sự thực rằng là thực ra bên trong tâm trí của họ, trái tim của họ là có bạn, và khắc ghi tên của bạn chứ không phải một ai khác. Họ không phải đi tìm kiếm nữa. Khi mà bạn rời đi thì có thể người này họ cảm thấy muốn níu kéo, hoặc là bản thân họ đã níu kéo bạn. Họ cảm thấy không có thỏa mãn lắm, không có thỏa đáng lắm, cho nên họ có thể cố đấm ăn xôi. Cái này có thể diễn ra trong tâm trí của họ, hoặc là họ đã thể hiện hành động với bạn rồi, tùy theo từng trường hợp của mỗi người ha. Tuy nhiên ở đây thì mình cảm thấy họ cũng có một cái sự không cảm thấy chịu phục lắm khi mà bạn rời đi. Họ có một cái sự cảm thấy rằng là mọi thứ chấm dứt, mọi thứ kết thúc. Họ có cái sự hoảng loạn, dường như họ không biết phải làm sao. Khi bạn rời đi là lúc mà cái tâm trí của họ nó không có được bình ổn, họ bấn loạn lên, họ rối lên. Bởi vì vốn dĩ khi mà họ có bạn ấy thì họ đã không thực sự biết trân trọng bạn, họ đã vẫn luôn nghi ngờ chính trái tim của họ, chính tâm trí của họ rằng thực sự họ có thuộc về bạn không, rằng thực sự bạn có phải dành cho họ không. Họ có quá nhiều cái câu hỏi, cho đến khi mà bạn quyết định rời đi rồi thì mọi thứ họ mới trả lời được rằng là họ cần bạn. Dường như người này họ bị cuốn theo bạn rất là mạnh mẽ, họ bị thu hút bởi bạn. Bạn rời đi để lại cho họ một trái tim cô đơn, một cái sự lạnh lùng, một cái sự băng giá. Họ cứ phải cố gắng thể hiện ra rằng họ ổn, họ không sao cả. Nhưng thực ra cái sự rời đi của bạn là một cú sét đánh đối với họ. Mặc dù họ có thể ở bên ngoài rất là thành công, rất là đạo mạo, nhìn vào thì rất là hoành tráng, nhưng khi mà bạn rời đi, cái trái tim bên trong của họ, tâm trí của họ nó tan nát, tan vỡ. Có thể người này họ khóc một mình khi mà không có ai cả. Bởi cái sự rời đi của bạn, họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy mất mát, họ cảm thấy trống trải, họ cảm thấy họ đã sai rất là nhiều thứ. Họ có cái xu hướng oán trách bản thân mình, họ muốn được yêu thương, họ muốn được quan tâm, che chở. Và trước đây có thể họ có được điều đấy nhưng họ đã không trân trọng, họ đã không biết nâng niu. Vậy nên khi bây giờ bạn rời đi á, họ mới biết mọi thứ, tất cả những cái điều ấy nó quý giá nhường nào. Và người này ấy, khi mà bạn rời đi rồi, họ mới mong có một cái cơ hội để mà hai người có lại một cái khởi đầu nữa. Dù là khó khăn đến đâu, dù là phải đấu tranh quyết liệt ra sao, phải vượt qua những thử thách như thế nào, thì họ vẫn muốn cố gắng để mà mối quan hệ này có lại cơ hội. Và lần này nhất định họ sẽ trân trọng hơn, họ sẽ nỗ lực vì cái mối quan hệ giữa bạn và họ hơn. Có thể trong thời gian tới bạn sẽ nhận được tin tức từ họ, tin nhắn từ phía họ, hoặc là có thể ngược lại. Nói chung rằng là cái mối quan hệ này thì khi mà bạn rời đi, họ mới bắt đầu nhận ra cái giá trị của bạn, và họ sẽ có cái xu hướng muốn có lại một lần nữa cơ hội để kết nối với bạn, để làm lại cái mối quan hệ này.
ở đây có the star, tình yêu của họ dành cho bạn bây giờ nó mới thực sự nở rộ, nó mới thực sự rõ ra. Và dù là hai người có những cái sự khác biệt hay là có những cái sự ngăn cách, ngăn cản, thì bây giờ khi mà bạn rời đi khỏi họ rồi, họ mới có thể cho mình mạnh mẽ để có thể thực sự đối diện với sự thực là họ yêu bạn nhường nào. Bạn là nơi mà họ cảm thấy bình yên, bạn là định mệnh của họ. Chỉ có bạn khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc và khiến cho họ cảm thấy cái sự tồn tại của họ nó là được sống một cách đúng nghĩa. Ok, đó là thông điệp cho tụ số 3 nhé. Cảm ơn tụ số 3. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau ha. Mình sẽ qua thông điệp cho tụ số 4. Thông điệp cho tụ số 4 với chủ đề đó là họ cảm thấy ra sao sau khi mà bạn quyết định rời đi. Sau khi mà bạn quyết định rời đi khỏi họ thì họ có những cái cảm nhận về cái sự thay đổi bên trong chính năng lượng của họ, con người của họ. Dường như sau khi mà bạn rời đi rồi ấy, thì trong cái năng lượng của họ nó có một cái sự chuyển biến và họ cảm thấy tự tin hơn, chắc chắn hơn với chính bản thân họ. Sau khi mà bạn rời đi là lúc mà họ cảm thấy họ được hồi sinh trở thành một cái con người khác, không phải là cái con người cũ của họ nữa. Bạn rời đi để lại cho họ cái cảm giác đó là họ thực sự rất là thu hút, họ có nhiều đam mê, họ vẫn rất là thu hút khuyến rũ người khác. Vậy nên là khi mà bạn rời đi thì họ cảm thấy bản thân họ vẫn rất là ngon nghẻ kiểu vậy á, nhưng họ cũng cảm thấy rằng là họ thiếu hơi ấm của bạn, nhớ mùi hương của bạn, nhớ đến cơ thể của bạn ha. Khi bạn rời đi là lúc mà họ biết rằng là bản thân cái mối quan hệ này nó đã không còn trụ được lâu. Và cái thời gian chia xa của cả hai người vốn dĩ họ đã cảm thấy từ trước đó rồi, chứ không phải đợi đến lúc bạn rời đi họ mới cảm thấy. Cho nên khi mà bạn rời đi nó là cái sự hiển nhiên đối với họ. Họ biết được cái điều đấy và họ chấp nhận điều đó. Họ bắt đầu làm sạch lại cái năng lượng của họ. Họ bắt đầu cố gắng chuyển hóa, thay đổi cơ thể, năng lượng, con người của họ. Sau khi mà bạn rời đi thì họ cảm thấy có thể họ muốn liên lạc lại với bạn. Họ cảm thấy giữa hai người cần nói chuyện, cần chia sẻ, cần có một cái kết nó trọn vẹn. Nhưng mà có thể họ cũng không đủ can đảm để mà nói chuyện với bạn. Và khi mà bạn rời đi rồi thì mình cảm thấy người này họ muốn liên lạc lại với bạn. Họ đang muốn nhắn tin kết nối với bạn. Bạn rời đi để lại cho họ một cái nỗi mong nhớ, mong chờ. Họ vẫn khao khát về phía bạn, họ vẫn nghĩ về phía bạn. Có cái gì đó họ vẫn hy vọng và không ngừng nhớ tới bạn. Chứ không phải là khi mà bạn rời đi là họ sẽ không còn nghĩ gì về bạn ha. Ở đây có lá sát, bạn để lại cho họ một nỗi buồn. Họ không có được vui vẻ, không cảm thấy có sức sống, có động lực để tiếp tục. Mặc dù là mọi thứ trong cuộc sống của họ khá là ổn, vốn dĩ họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, họ cũng không thể tránh khỏi những cái cảm giác hụt hẫng. Bạn rời đi khiến họ cảm thấy cái hành trình phía trước thật là mệt mỏi, cam go. Họ không có đủ sức để mà tiếp tục cái hành trình phía trước nữa. Họ không muốn một mình phải đối diện với những khó khăn thử thách. Khi bên cạnh bạn thì có bạn bên cạnh hỗ trợ cho họ, bạn nắm tay họ. Họ cảm thấy thỏa mãn, họ cảm thấy ổn hơn. Họ cảm thấy rằng là mọi thứ nó sẽ dễ dàng. Nhưng khi bạn rời đi rồi là lúc họ phải tự đi trên cái con đường của họ, hành trình của họ một cách đơn độc một mình. Dù là khó khăn thử thách, dù là niềm vui, sự hạnh phúc thì chỉ có mình họ. Vậy nên khi bạn rời đi là lúc hậu phương vững chắc của họ, một phần của họ sụp đổ, một phần linh hồn của họ chết đi. Bạn rời đi khiến cho tâm trí của họ không còn tin được ai. Không còn tin vào tình yêu, không tin vào cuộc sống, không tin vào cuộc đời. Mọi thứ họ đều cố gắng duy trì trong tâm trí của họ, tất cả những cái sự phòng thủ cao nhất mà họ có thể. Và
tâm trí của họ dường như không có được sự bình yên, trong khi cái cuộc sống của họ có thể khá là ổn. Nhưng khi bạn rời đi thì cuộc sống của họ dường như nó cũng khá là bế tắc. Họ có thể tìm cho mình những cái thú vui bên ngoài, những cái sự nghiện ngập để lảng tránh đi cái nỗi nhớ về phía bạn, cái sự khao khát muốn tìm về bạn, muốn được bên cạnh bạn. Họ có phần điên cuồng, nổi loạn một chút khi mà bạn rời đi. Bốn xu, họ cảm thấy họ không buông được bạn xuống, họ cảm thấy bị ám ảnh, họ cứ cố quên bạn nhưng mà cứ cố quên thì vẫn lại tiếp tục nhớ mà thôi. Và mặc dù cái cuộc sống của họ về công việc, tiền bạc, mọi thứ, gia đình ổn định, nhưng họ cảm thấy họ không có vui, bởi vì là họ chẳng còn động lực nào để mà cảm thấy cái sự sống của họ nó đang được hiện diện. Khi bạn rời đi cũng là lúc mà bản thân họ cảm thấy rằng là tất cả những cái sự chân thành nó đều là cái sự giả dối, và mọi thứ nó sụp đổ, mọi thứ nó chỉ là cái sự mộng tưởng mà vốn dĩ bấy lâu nay người ta cứ gieo rắc vào đầu nhau, nhưng sự thực phũ phàng. Khi bạn rời đi là lúc mà họ cảm thấy có thể bản thân họ cũng cần tiến về phía trước, sẽ có nhiều những cái đối tượng khác ở tương lai mà họ có thể tìm kiếm, tìm hiểu. Họ sẽ được dẫn lối, họ sẽ được chỉ đường. Tuy nhiên rằng họ đã mất niềm tin rồi, bởi vì cái sự chấm dứt trong cái mối quan hệ với bạn khiến họ cảm thấy rằng là những cái gì nó vốn là cái sự chân thật nhất, nó vốn là cái sự thơ ngây nhất, nó đẹp nhất, có nhiều đam mê, có nhiều kết nối nhất, thì nó lại sụp đổ, nó không đúng theo ý của họ. Dường như mọi thứ họ có cái sự phụ thuộc tình cảm, cảm xúc vào phía bạn, cho nên khi bạn rời đi là lúc mà họ mất đi cái chỗ dựa tinh thần của họ ấy. Thành ra là họ hụt hẫng rất là nhiều, và họ cảm thấy mọi thứ ở cái cuộc sống này, ở cái thế giới này, nó có phần cần họ phòng thủ nhiều hơn thay vì là quá là cả tin. Họ không tin vào tình yêu nữa, họ dường như mất đi cái nguồn động lực để sống, để làm việc. Họ có phần khó tính hơn, khó chịu hơn với những người xung quanh, và họ tìm hiểu, họ theo dõi bạn khá là nhiều luôn. Mặc dù cái sự sụp đổ trong cái mối quan hệ này đã giúp họ có nhiều hơn những cái sự biến đổi, những cái thay đổi, và buộc họ phải tìm về cái sự chắc chắn, tìm về cái sự tự tin mạnh mẽ bên trong họ. Nhưng mà một phần nào đó nó cũng là một cái cú sốc đối với họ. Và ở đây thì đều có năng lượng của kỵ sĩ, cho nên mình thấy người này họ còn khá là trẻ, năng lượng họ trẻ, trẻ về mặt suy nghĩ và về mặt tình yêu, tình cảm luôn. Có thể họ chưa có nhiều cái trải nghiệm yêu, hay là họ chưa có nhiều cái sự chiêm nghiệm về tình yêu, về cuộc sống lắm. Đây có thể là một bài học trên cái hành trình, trên cái đường đời của họ. Sau khi mà bạn rời đi thì đây sẽ là một cái giá để trả cho cái sự trưởng thành của họ. Và khi bạn rời đi rồi thì mình thấy cái người này họ cũng khá là đâm đầu vào những cái thú vui, sở thích của họ. Có thể là theo hướng tích cực, cũng có thể là theo hướng tiêu cực luôn. Họ có xu hướng tập thể dục, họ có xu hướng để làm đẹp cho chính cái vẻ bề ngoài của họ. Bởi mình thấy người này họ có thể có một vẻ bề ngoài nó khá là năng động, khá là thu hút nha. Ok, đó là thông điệp cho tụ số 4. Cảm ơn tụ số 4 rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người. Và nếu như mà các bạn có đề xuất gì về những chủ đề thì các bạn có thể bình luận bên dưới cho mình ha. Bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.